Sáng 11 tháng 4 năm 2024, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo khác. Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát, có 84 bị cáo được xác định có vai trò đồng phạm giúp sức Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội, gây thiệt hại cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, tức SCB, hơn 677.000 tỷ đồng. Hội đồng xét xử nhận định, lời khai tại tòa của các bị cáo đa số thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng. Các lời khai phù hợp với nhau, phù hợp người làm chứng, người liên quan và các chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở xác định Trương Mỹ Lan là chủ của hệ sinh thái tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đồng thời, căn cứ tài liệu và lời khai của các bị cáo khác tại phiên tòa, thể hiện bị cáo Trương Mỹ Lan là người sở hữu thực sự và chi phối hơn 91,5% cổ phần SCB. Bị cáo Trương Mỹ Lan là người thực tế có quyền lực chỉ đạo, điều hành tuyệt đối mọi hoạt động của SCB, tuyển chọn, bố trí nhân sự chủ chốt tại SCB. Do đó, hội đồng xét xử không chấp nhận lời bào chữa của bị cáo Lan và các luật sư về việc bị cáo Lan thực tế chỉ có 15% cổ phần, bao gồm của bị cáo và hai người con gái. Quá trình điều tra, những người đứng tên trên 75% cổ phần tại SCB đều thừa nhận đứng tên giùm cho bị cáo Trương Mỹ Lan. Cũng theo hội đồng xét xử, SCB là ngân hàng thương mại cổ phần, vì vậy với việc chiếm trên 95% cổ phần tại SCB nên bị cáo Trương Mỹ Lan thực tế đã chi phối và thực chất điều hành toàn bộ hoạt động tại SCB. Từ đó, bị cáo Trương Mỹ Lan chỉ đạo cựu lãnh đạo cao cấp tại SCB sử dụng SCB như là công cụ tài chính, huy động vốn từ các tổ chức cá nhân, rồi sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, lập hồ sơ vay khống, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo, đưa tài sản đảm bảo không đủ pháp lý, không đăng ký giao dịch bảo đảm, rút tài sản có giá trị lớn, hoán đổi bằng tài sản có giá trị thấp hơn, rút tiền SCB. Khi SCB giải ngân tiền theo phương án khống, bị cáo Lan chỉ đạo cấp dưới lập phương án rút tiền, cắt đứt dòng tiền bằng thủ đoạn lập hợp đồng, hứa chuyển nhượng cổ phần khống, tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng. Trong 10 năm, từ 2012 đến 2022, SCB đã giải ngân cho nhóm bị cáo Trương Mỹ Lan hơn 2.500 khoản vay với tổng số tiền hơn 1 triệu tỷ đồng, chiếm 93% số tiền vay của ngân hàng. Đến năm 2022, nhóm bị cáo Lan còn 1.284 khoản vay, dư nợ tại SCB hơn 677.000 tỷ đồng, gồm gần 484.000 tỷ đồng dư nợ gốc, hơn 193.000 tỷ đồng tiền lãi, nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi. Theo hội đồng xét xử, toàn bộ hành vi của bị cáo Trương Mỹ Lan trong 10 năm đã phạm tội tham ô tài sản, nhưng trước thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2018 chưa xử lý tội tham ô tài sản đối với doanh nghiệp ngoài nhà nước, nên Viện Kiểm sát Nhân dân đã truy tố bị cáo ở hai tội danh, ở hai giai đoạn trước và sau ngày 1 tháng 1 năm 2018 là phù hợp. Đây cũng là lập luận để hội đồng xét xử không chấp nhận quan điểm bào chữa của luật sư cho rằng việc xử lý hai tội danh đối với bị cáo Lan là bất lợi cho bị cáo. Cụ thể, hành vi của Trương Mỹ Lan trong giai đoạn 1 từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017 phạm tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo khoản 3 điều 179 Bộ luật hình sự năm 1999. Trong giai đoạn 1, bị cáo Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo tạo lập hồ sơ vay khống, hợp thức cho 304 khách hàng vay 368 khoản, còn dư nợ tổng số tiền hơn 132.000 tỷ đồng. Áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị cáo nên xác định hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan đã gây thiệt hại cho SCB hơn 64.600 tỷ đồng. Sau khi trừ giá trị tài sản đảm bảo các khoản vay là trên 67.600 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2, bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm liên quan phạm tội tham ô tài sản theo quy định tại điểm A, B, khoản 4, điều 353 Bộ luật hình sự năm 2015, áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị cáo Lan sau khi trừ đi giá trị tài sản đảm bảo cho các khoản vay xác định Trương Mỹ Lan đã chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng dư nợ gốc và gây thiệt hại hơn 129.000 tỷ đồng là lãi phát sinh từ số tiền gốc đã bị chiếm đoạt. Trước đó, trong quá trình xét xử, bị cáo Trương Mỹ Lan không thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Lan cho rằng bản thân không thao túng SCB, không chiếm đoạt tiền của SCB mà đưa tài sản của gia tộc, người thân, bạn bè để tái cơ cấu SCB nhưng thất bại. Bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng mình không phạm tội tham ô tài sản và đưa hối lộ. Còn 66 bị cáo làm việc tại SCB, hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, công ty thẩm định giá tài sản đảm bảo, doanh nghiệp khác, đồng phạm giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan đều thừa nhận hành vi theo cáo trạng và mong hội đồng xét xử xem xét vai trò chỉ là người làm công ăn lương, tin tưởng tuyệt đối vào bị cáo Trương Mỹ Lan và không hưởng lợi trong vụ án. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục thông tin về diễn biến phiên tòa trong các bản tin sau.